Mối tình sâu nhất của em là cũng là người chồng cũ của em 7 năm. 20 em lấy chồng. Cái người đó là người đầu tiên của em và em lấy người đó luôn. Điều gì em không thích ở một người đàn ông? Thứ nhất là sự gia trưởng, không có trách nhiệm, không biết lo làm. Mời đàn trai. Wow. Rồi. Ở đây em trai. Dạ, đúng rồi. Rồi, ngồi đi em trai. Dạ. Rồi, bên nhà trai ổn định rồi đúng không? Rồi. Xin mời nhà gái bước ra sân khấu. Wow. Dạ. Em xin chào anh Quyền Linh, chị Nam Thư và mọi người ạ. Chào em. Chào chào bạn, chào anh bên kia ạ. Dạ. Rồi bây giờ em giới thiệu sơ sơ về lý lịch trích ngang của em đi em gái. Dạ, em tên là Lâm Lê Mỹ Anh. Em 30 tuổi. Em làm giáo viên mầm non. À. Đang dạy đâu em? Trường quốc tế mầm non Iris ạ. Dạ, em là người thành phố Hồ Chí Minh. Em có một cái style rất là chất. Nhìn em là liên tưởng ngay tới cô Hoa hậu Hèn Nhan liền ha mọi người. Dạ, ba em lai Pháp. À, hèn chi trên mặt em nhìn là có nét gì đó rất là lai. Dạ, nhưng mà mọi người cứ nghĩ em lai cam không ạ. Xin mời đàn trai. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Nam Thư. Chào bạn gái bên cạnh. Thì em tên đầy đủ là Nguyễn Anh Tuấn. Em năm nay 30 tuổi, quê ở Nam Định và sinh sống ở Sài Gòn này được 20 năm rồi. Hiện tại em ở Bình Tân. Công việc của em là gì? Dạ, công việc của em là kinh doanh, chuyên về quay vịt, quay gà, quay heo. Có bánh mì không? Có. Ngon à, nghe vụ này ngon á, tôi hấp dẫn rồi đó. Rồi, bây giờ mình cho biết một chút xíu về cái ưu điểm và khuyết điểm của mình đi em trai. Dạ, em có thể nấu ăn được, giặt quần áo được, ủi đồ được, làm tất cả mọi thứ mà phụ nữ làm được em làm được. Quay vịt được, quay heo được. Dạ, có chút nóng tính, có gì thì em nói thẳng luôn. Quay vịt mà nóng quá nó khét vịt làm sao? Dạ không anh, đấy là cái lò nó quay chứ không phải em quay. Nhiều khi em đứng ở cạnh cái lò nó nóng nữa. Mỹ Anh, em cũng hơi nóng tính chút. Em thiên về cảm xúc nhiều nên nhiều lúc em bộc phát cảm xúc của em hơi bị quá. Làm việc gì cũng làm đúng cái tâm của mình. Mình nói tí xíu về tình trường ha. Mối tình sâu nhất của em là cũng là người chồng cũ của em 7 năm. 20 em lấy chồng rồi. Cái người đó là người đầu tiên của em và em lấy người đó luôn. Em vì người đó nhiều quá nên em bỏ quên mình luôn. Khi mà sinh con xong em phát hiện ra là anh ấy ngoại tình. Có người thứ ba. Dạ đúng rồi. Vòng một tháng em dứt luôn. Ly hôn trong năm 2016 đó luôn. Là em về mẹ sống. Dạ, mẹ em là người em lúc mà khi mà em đi lấy chồng á thì em là người bỏ mẹ em. Em về em chăm sóc gia đình chồng. Còn khi mà em đây, nắm tay chị nha. Em tuyệt vọng nhất á thì mẹ em là người chào đón em. Dạ mấy dì ở nhà ngoại. Dạ. À, vậy thì bây giờ con em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con em năm nay 6 tuổi. Con trai hay con gái? Dạ con trai. Ở thời điểm này là em cũng không rung động trước ai cả. Tại vì tiêu chí em là phải thương con em. Con ai nuôi em? Dạ em nuôi. À. Em cảm thấy giữa em và bạn ấy có một cái gì đó nó rất là đồng cảm với nhau. Hai đứa hoàn cảnh cũng rất là giống. Em cũng ly hôn 2016. Ủa vậy hả? Dạ, em đã từng lập gia đình. Cuộc sống nó không may mắn. Em gặp rất nhiều biến cố trong con đường kinh doanh. Tại vì trước đó thì em vợ em không phải đi làm một cái gì cả. Thì một tay em làm và em nuôi vợ. Đấy thì khi mà em rơi vào hoàn cảnh đó thì vợ có nghĩa không chấp nhận được. Cũng có một cái cuộc sống riêng rồi. Có con chưa? Dạ con trai em cũng gần 6 tuổi rồi. Ủa vậy hả? Con giống bên kia luôn. Dạ. Mà giờ con trai là ở với em hả em? Dạ đúng rồi, con trai ở với em ạ. Thôi coi như là hai bên cũng đã lỡ một chuyến đò. Bây giờ mình đi một chuyến đò khác mới hơn. Mình tạo thêm nhiều cái hạnh phúc hơn nữa nha. Dạ. Em gái, em muốn tìm dạ. Một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em muốn là con em có được tình cảm từ người đó. Không có trách nhiệm với gia đình. Cùng em chia sẻ vui thì cả hai đều vui. Mà buồn em không muốn chịu một mình. Điều gì em không thích ở một người đàn ông? Thứ nhất là sự gia trưởng. Không có trách nhiệm, không biết lo làm. Em còn muốn gì nữa không? Cao hơn em, với lại đừng có mập quá. Tại vì những người mập thì người ta ít vận động á, làm biếng. Trời ơi. Tự nhiên có người đứng lên liền. Tôi đi qua rồi. Sao mấy người mập làm sao? Chào em gái.
Là ít vận động đó anh. Ít vận động hả? Là làm biếng. Chà, nói tới đâu đâu tới đó hả anh Linh? Hình như lên tăng xong á. Anh hơi mập chút nhưng anh cũng vận động dữ lắm. Không, hơi mập sao anh, đừng mập quá. Không. Dạ. Trời, em gái dễ thương. Dạ, cảm ơn anh ạ. Ừ. Nhìn... Henry hả? À, nhìn giống cái kiểu đó ha. Anh ơi, cô gái rất là xinh. À, đường tình duyên trắc trở thì không ai muốn cả. Dạ. Bên đây cũng vậy. Hai bạn á, có thể đã qua một lần đò, các bạn hiểu về cái giá trị hạnh phúc làm sao để giữ nó. Dạ. Em không thích đàn ông điều gì nữa không? Phải tôn trọng sở thích riêng của em. Chứ đừng bắt ép theo, phải làm theo người bên kia. Đúng rồi. Em đáp ứng được bao nhiêu cầu của bên đàn gái em trai? Gần như là hết. Ui. Em không hút thuốc, không rượu chè, không cờ bạc. Không mập. Tất cả. Hơi hơi thôi anh. Hơi. Em thích vận động, thích thể thao. Dạ. Rồi, để em qua em kiểm tra chất lượng. Kiểm tra đi. Dạ, em chào chị Năng Thư. Trời. Chào anh. Dạ. Gọn gàng, sạch sẽ. Trời. Thơm lắm. Trai cũng như anh chứ bộ ý. Thơm nữa kìa, anh nói anh thơm nữa kìa. Thơm nữa hả? Trừ những lúc quay thôi chị. Thơm mà mùa dịch quay á. Đúng rồi ạ. Quay dịch quay hoài nó thơm. Gần như giờ có dưa cải nên là kho được đó. Cái mẫu bạn gái lý tưởng mà em mong muốn là như thế nào? Về ngoại hình nói chung là mình nhìn sao mà cảm thấy là được rồi. Tóc dài, tóc ngắn, mập, ốm, cao, thấp. Đừng có mong không có tóc, không có tóc. Không có tóc là được rồi. Dạ. Ừ, rồi gì nữa? Dịu dàng, nữ tính một tí. Bây giờ là lấy vợ về ở đâu? Ở đâu cũng được, nhà cũng được hay là ở ngoài cũng được, không sao. Thích ở riêng thì có đủ cơ sở để có nhà riêng cho vợ không? À, thì lúc đấy ở cửa hàng. Cửa hàng mùa dịch vậy chịu nổi không? Không, có lầu ạ. À, ở trên lầu, ở dưới quay. Dạ. À, Mỹ Anh. Dạ. Anh chàng nhà bên có một cái gương mặt hết sức là đàn ông. Dạ. Gương mặt chữ điền, phương phi. Ảnh cho mình một cái cảm giác là, thứ nhất là ảnh rất là đàn ông. Trời ơi, vậy chứ em nói anh không đàn ông hả? Anh đàn ông hơn anh Linh. Dạ. Bụng anh cũng nhỏ hơn bụng anh Linh. Anh cũng không lười vận động như anh Linh. Dạ. Anh cũng không lên 10kg như anh Linh. Dạ. Rõ ràng là thấy ảnh đẹp trai hơn anh Linh. Dạ. Rồi hết. Nếu mà ảnh là người như vậy thì sau khi ly dị vợ thì anh có mối tình nào chưa? À, đúng. Ờ, thực sự mấy năm qua thì em không dám mở lòng đâu. Sợ lại gặp một người giống như vậy nữa. Đến bây giờ thì thực em mới mở lòng là em muốn tìm một ai đó. À, Mỹ Anh, hôm nay em đi với ai? Dạ, với mẹ và dì và các bạn đồng nghiệp. Dạ, xin chào người thân của Mỹ Anh. À, chào anh Quyền Linh. À, chào, chào anh Nam Thư. Dạ. À, chào em. Dạ, chào cô. À, chị là dì Mỹ Anh. Hai bạn, bạn nào cũng có hai anh boy gần 6 tuổi cũng siêu quậy. nhưng mà có vấn đề như thế này là ở chung với cha mẹ chồng thì làm cái dâu đó, đúng rồi. Tại vì nó đã trải qua một lần rồi. Dạ, con chào dì. Chào mẹ của một bạn gái bên cạnh và các bạn. Con hiểu, nhưng được cái may mắn là bố mẹ con rất là dễ. Đấy, rất là thương con dâu. Chỉ cần con cái hạnh phúc là được rồi. Ở đâu cũng là ở cả. Nhưng làm sao mà phải biết đến cha mẹ, nghĩ đến cha mẹ. Đó, như vậy đó gì? Cũng đơn giản. Tại vì lần trước nó đã lấy chồng một lần rồi, nó rất là khổ. Thành ra bây giờ để cho nó tự quyết đi. Tại vì cuộc sống là cuộc sống của nó sau này. Chỉ cầu mong tụi nó hạnh phúc nếu mà tụi nó đến với nhau. Rồi, cảm ơn chị. Mời đàn trai. Dạ, hôm nay em đi với bố mẹ, chị dâu với này con em. Chào gia đình. Dạ, rồi. Chào anh Quyền Ninh, diễn viên Nam Thư. Chào các chị với này các bạn trong trường quay. Tôi hôm nay đến đây cùng con tôi, chồng và con dâu, cháu nội của tôi. Thì đến chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Tôi chỉ muốn các con được hạnh phúc, biết no, biết chia sẻ cho nhau, quan tâm đến các con nhỏ. Còn chúng tôi là cha mẹ nhưng mà còn trẻ, còn tự chăm sóc cho bản thân mình được. Nên là chỉ cầu mong cho các cháu được hạnh phúc. Có cha mẹ, có gia đình trong đó là đủ rồi. Thấy cháu gái đây cũng dễ thương. Hai con cứ bấm nút để tìm hiểu, nếu tiến tới được là tốt. Rồi, cảm ơn đàn gái. Dạ, cảm ơn bác ạ. Mở rào. Bắt đầu đi Tuấn. Đây là món quà đầu tiên anh tặng em, tượng trưng cho vẻ đẹp của người phụ nữ. Anh tặng em. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Dạ, em cũng có một món quà nhỏ tặng anh, cuốn sách Đắc Nhân Tâm. À. Thì em mong là khi anh đọc
được cuốn sách này thì anh sẽ đặt mình vào vị trí của người đối phương. Rất cảm ơn em vì cái món quà này. Dạ. Ngoài ra thì anh vẫn còn một cái món quà nó ý nghĩa hơn. Anh nghe hương vị à? Như có bánh mì. Gì vậy anh Linh? Thơm. Anh lấy này rồi, lấy cái bịch này rồi. Nào. Trời. Oh! Wow. Đây là món quà có nghĩa là ý nghĩa nhất mà anh dành tặng cho em. Yeah. Bởi vì nó là tận tay anh làm. Cái nghề nghiệp cũng như là sau này của anh và em. Dạ, em cảm ơn anh nè. Chết chứ sống gì nổi. Tặng dịch quay cho người đẹp, tặng tôi bịch nước sốt. Tự nhiên ôi đau lòng. Mình tới với chương trình, dạ, mình chỉ có quay một con thôi sao? Dạ, em quay nhiều lắm mà em để nhà. Nè, anh với em ăn chung. Thơm quá là thơm. Rồi, mời hai bạn, mình ngồi xuống và mình nói chuyện với nhau nè. Tôi quay qua đàn gái, tôi đi theo đàn gái quá. Chiều bới tô cơm ăn hay cũng ngon. Chào em. Dạ, em chào anh. Nãy giờ anh ngồi bên đây thì anh cũng nghe em chia sẻ về anh nhiều rồi. Dạ. Anh không dám hứa là anh là một người tuyệt vời, nhưng anh sẽ làm tất cả những cái điều mà anh có thể làm được để vun vén cho cái hạnh phúc sau này. Dạ. Vì chúng ta đã từng trải rồi, anh nghĩ là sẽ có kinh nghiệm nhiều hơn. Biết những gì mình sai thì mình sửa thế thôi. Dạ đúng rồi anh. Gặp em anh thấy em như thế nào? Em là người phụ nữ hơi cá tính, đúng không? Nhìn em vậy thôi chứ em cũng phụ nữ lắm anh. Em ở trong em mềm yếu lắm. Không sao, mình khi nào mình cần cá tính mình cứ cá tính. Khi dạ. nào mình mềm mình cứ mềm. Dạ, cuộc sống phải có nhu cương. Dạ đúng rồi anh. Sau khi chúng ta ngồi này thì em thấy anh như thế nào? Nói chung nhìn anh gương mặt sáng đó, hợp với em, hợp với mình nên cho nhau một cái cơ hội để chúng ta có thể hiểu về nhau nhiều hơn. Dạ, dạ được anh. Em cũng muốn tiếp xúc và nói chuyện với anh nhiều để tụi mình hiểu nhau hơn. Dạ. Dạ rồi. Ủa, vậy là xong hả? Ủa hai đứa vậy là xong rồi hả? Nói tính chuyện hẹn hò rồi tương lai rồi mốt về rồi mình sẽ yêu nhau như thế nào. Nếu mà em giống như là em có những cái sở thích riêng của em thì anh khi mà em nói yêu cầu đó ra thì anh có đồng ý với em là làm theo em không, hay là anh không chịu, anh vẫn giữ của anh? Giống như ví dụ như là em thích đi phượt thì anh có cùng đi với em không? Sở thích thì anh nghĩ ai cũng có cái sở thích riêng của mình. Dạ. Anh cũng có những cái sở thích của anh, nhưng mà đôi khi công việc nó làm cho anh không thể nào thực hiện được những cái sở thích của anh được. Dạ. Ngày xưa thì anh tự do, anh không gò bó bản thân mình thì anh có thể đi nơi này đi nơi kia được. Nhưng bây giờ thực sự mà nói, anh kinh doanh, anh buôn bán thì không thể nào mà bảo mình đóng cửa là mình đi được. Dạ đúng. Cái điều rồi. Đó nó cũng là hơi khó khăn với anh. Là thì cũng phải có những cái lúc mà thư giãn thì anh có cùng em như vậy không á? Nhưng lúc đó thì nó là bình thường rồi. Dạ. Với lại anh ở nhà anh kinh doanh thì em muốn là em vẫn có thể là đi ra ngoài làm việc được. Tại vì đó là em rất là yêu nghề. Em rất là thích tiếp xúc với trẻ con và tiếp xúc với mọi người. Anh luôn luôn tôn trọng cái người phụ nữ của bản thân mình. Dạ. Công việc thì em có công việc của em thì em cứ làm. Anh chỉ mong muốn một điều đó là khi nào em rảnh hoặc là có thời gian thì em phụ anh là được rồi. Dạ thì đúng rồi. À đấy, đó là chúng ta chia sẻ công việc cho nhau. Chia sẻ công việc thì đúng rồi anh. Rồi. Rồi hả? Rồi. Mời các bạn để tay vào nút bấm. Kiểm tra lại lần nữa đi các bạn. Đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không nha. Trái tim mình rung động mình mới bấm nút. Còn không, mình nhường nút bấm nó cho nhiều người khác. 3 2 1 Hết thời gian. Ôi, trời. Rồi. Tại sao Tuấn không bấm? Anh không đồng ý ở đây thì không phải có nghĩa là anh chê em, là vì công việc của anh cũng như hoàn cảnh của anh không có quá nhiều thời gian để mà dành cho em hết được. Vì anh thấy em là một người phụ nữ rất là cá tính, thích đi phượt, thích đi này nơi kia. Thì ngược lại anh thì thực sự đến cái tuổi này rồi anh lại muốn chồng chân lại, anh không muốn đi nữa. Cái đi của em không có nghĩa là đi liên tục anh. Đi của em đây là một năm chúng ta có thể đi một hai lần.
thì em cũng đâu có thời gian mà đi nhiều, em còn phải lo cho con em nữa. Thì em chỉ đặt ra cái sở thích đó, là sở thích cái thôi. Cái đó chỉ là sở thích của em thôi. Ví dụ như năm nay em đã đi một lần rồi thì em chỉ dành cuối năm hoặc để năm sau em đi tiếp, chứ em đâu phải, em chỉ đưa ra để hỏi anh có thể cùng em không thôi, chứ em đâu có bắt anh là phải đi cùng em nhiều lần đâu. À, có khi là chúng ta chưa thực sự thuộc về nhau. Dạ. Thuộc về duyên nợ rồi ha. Dạ. Chúc hai em sớm sẽ tìm một nửa yêu thương của mình. À, xin chào mẹ của bé gái đằng nhà gái này. Nói chung thì mẹ của Duy Thông thì quê ở Quảng Ngãi, đến đây một cái nơi rất là xa xôi, nhưng mà khi nghe con mình mà báo á thì tức là mình có gì cũng phải đi ngay để vô thử đi đến chương trình thử con mình nó có được muốn được bạn gái như tương lai hay không. Em giới thiệu về mình đi em. Dạ, xin chào anh Quỳnh Linh, chị Nam Thư và bạn bên kia, và chào toàn thể quý vị khán giả. Rồi, em tên là Nguyễn Duy Thông. Em năm nay 34 tuổi, em đến từ Quảng Ngãi. Em ơi, em nói là bên đàn trai nói lại tên được không nè? Em cái tên hồi nhỏ trong giấy là tên là Nguyễn Duy Thoang, nhưng mà em khi em đi ra làm á là thường thường á là cứ bạn bè cứ nó cái tên nó khó nghe, nó cứ kêu tên thông lên, là cách đã 20 mấy năm là cứ lấy tên Thông luôn tới giờ chị. À tên trong khai sinh là Thoang. Dạ. Thoang đúng không? Dạ. Em hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Quảng Ngãi làm việc thành phố Hồ Chí Minh làm gì? Em làm bên xây dựng anh. Xây dựng làm ở quận mấy? Em ở thì em ở bên Bình Tân, mà làm thì nói chung là nhiều quận. Cái dụ nhà ở đâu mình họ kêu mình nhận làm. Ở xây dựng hay là kiến trúc sư hay là kỹ không, sư? Em nhận em bên thầu. À thầu hả? Dạ. Rồi thầu xây dựng. Rồi xin mời em. Dạ em lời đầu tiên em xin gửi lời chào đến quý khán giả của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Xin gửi lời chào đến hai MC của chương trình và bạn trai bí ẩn sau bức màn bên kia. Em tên là Trần Thị Phương Linh. Em năm nay 26 tuổi, hiện đang là giáo viên tiểu học ở trường tiểu học Nguyễn Huệ, quận 6. Rồi bây giờ em sẽ nói về ưu điểm và khuyết điểm của bản thân em nha. Bản thân em thì vui vẻ, hòa đồng và thân thiện với mọi người. Nhưng bên cạnh đó thì em vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục, như là bản thân em bị mắc cái bệnh là hay quên. Đôi lúc là làm cái thao tác của mình thì đôi lúc hơi chậm một tí. Em không có khéo tay lắm. Không khéo tay lắm. Khéo tay không có năng khiếu. Em biết nấu ăn không? Dạ, em chỉ biết kiểu như là cơ bản thôi chị. Chứ không có gọi là khéo tay, đảm đang. Rồi, cảm ơn em. Xin mời đàn trai. Ưu điểm của em là em biết nấu ăn, mà nấu ăn rất là ngon nữa. Giỏi. Dạ, em có một cái ưu điểm là ví dụ như khi mà mình làm một cái việc gì thất bại á, là em, đặc biệt là em không có buồn. Dạ, em sẽ cố gắng em làm lên chứ em không có buồn. Đặc xấu của em là thứ nhất là nhát gái, thứ hai nữa là em viết chữ nó hơi xấu lắm. Viết chữ xấu lắm hả? Dạ, viết chữ nào? Khó nhìn lắm. Trời. Xấu mà người khác nhìn cũng được luôn á. Yên tâm. Dạ. Gặp cô giáo bên này, em ơi em có rèn chữ cho các bé không? Dạ có chị. Công tác. Nếu mà giải lời về là dạy anh viết chữ là ok luôn á. Rồi, có mấy mối tình rồi? Em có 2 mối tình rồi. Một mối tình là hồi em học lớp 11, cái em đi làm, cái thì người đó vẫn còn đi học thì nó có cái điều kiện nó không cho phép. Còn mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai nay là 7-8 năm rồi. Quen nhau rồi cũng được 2 năm. Người đó nói chung là có nhiều cái nó không có bắt đồng với mình, thấy nó không hợp lý nên. Coi như 7-8 năm nay ở không ha. Dạ. Thôi đàn gái cho tôi biết được tình duyên như thế nào. Dạ có lẽ là em là người không có may mắn trong chuyện tình duyên nha chị. Em cũng trải qua 2 mối tình, em có yêu 2 người. Một người là lúc mà em còn học thời còn sinh viên. Một người là cách đây 2 năm. Cái mối tình mà cách đây 2 năm á là mối tình cuối cùng á. Dạ. Thì tại sao lại chia tay? Cái lý do chia tay của mà cái người ấy đưa ra là anh cần thời gian cho công việc. Và sau đó chia tay? Dạ đúng rồi. Em có hỏi là anh đó có khó khăn gì, anh đó không có chia sẻ gì hết. Em có cảm giác là anh đó là hình như là chỉ là cái cớ thôi chị. Vậy thì hôm nay đến với Bạn Muốn Hẹn Hò, em thực sự mong muốn một mẫu người cho mình là như thế nào? Thật sự là em hằng mong ước là một người con trai mạnh mẽ, cao to, khỏe mạnh. Và là một người con trai quyết đoán, độc lập, người con trai dám nghĩ và dám làm. Đúng là cô giáo nói chuyện có khác ha mọi người. Được không em? Em cảm giác được bao nhiêu phần trăm? Cái đó thì nếu ví dụ mình tìm hiểu nhau thì nó sẽ dễ hơn, mà ví dụ cảm giác được thì khoảng cả 70-80% 70-80% là mình làm được đúng không? Dạ. Bây giờ em muốn tìm một bạn nữ yêu thương của mình như thế nào? Em thì nói chung cái bạn nữ thì cái nghề nghiệp thì đối với em không có quan trọng lắm, mà quan trọng biết chia sẻ rồi yêu thương rồi chăm sóc lẫn nhau rồi đấy là được rồi. Nói chung là quan trọng là hiền. Hiền ha. Dạ. Có mẫu hình lý tưởng nào không?
Dạ không, bình thường trắng bình là được rồi, đừng có xăm tay xăm chân đồ vậy. Tóc dài đừng có tóc cắt ngắn tóc quá. Tóc dài đến qua xem của đàn gái. Hồi nãy cũng... hỏi có gì không, em sao cũng được mà bây giờ thấy không? Trắng à, tóc dài. Chào cô giáo. Dạ. Tóc cũng dài, có xăm gì không? Dạ không. Chắc nghĩ cô giáo không có xăm rồi. Em không thích người đàn ông ở cái điểm nào nhất? Không thích người đàn ông có tính đàn bà. Đàn con ông trai thì không bà. Có tính đàn bà, kiểu như là không có nên so đo ở không mà nói chuyện người này cho người khác nghe. Đàn bên đây không có tính đàn bà đó. Còn, cái, còn em. Những tật xấu của con trai thì em không có ngại à. Bởi vì khi mình yêu một người là người đó là hoàn hảo nhất. Mình phải học cách yêu luôn cả khuyết điểm của người đó. Đúng rồi. Qua coi đàn trai tôi đi. Đàn trai tôi man lắm á, chứ không phải có tính đàn bà đâu nha. Ngoài gặp anh thầu xây dựng nè. Ông thầu xây dựng của tôi. Chào anh. Dạ. Giờ ví dụ như mà làm xây dựng thì mình có phải đi nhiều không? Dạ thì em cũng nói chung là đa số là làm ở thành phố, cũng lâu lâu cũng có đi tỉnh. À, nhưng mà đa số là mình làm ở thành phố Hồ Chí Minh nhiều thì mình làm cứ sáng đi chiều về vậy đó. Bên này á, đàn gái yêu cầu phải sức khỏe, theo lúc nào cũng phải một người đàn ông có sức khỏe và kiên cường. Sao thấy sức khỏe mình ổn không? Có chơi thể thao gì không anh? Không, em thì không có chơi thể thao nhưng mà nói chung nhậu thì ít mà không uống thuốc nữa nên là sức khỏe là chắc em nghĩ có. À, ít nhậu à. Cái tướng ông thầu này là rất là xề xòa. Dễ thương, ngồi kìa, con ngồi kìa. Rất là thoải mái thôi. Thoải mái. Cho dù đi kiếm vợ, ngồi xuống già vợ thì cũng ngồi vậy luôn vậy đó. Tức là tính xòe xòa thoải mái vậy đó. Chứ ta vô ta gồng, ta ngồi ta giữ dáng này kia ha. Không ngồi thả tè lè luôn. Cho thấy được rằng con người á, gọi là rất là chân thật. Có sao để vậy luôn. Rồi, quá được rồi anh Linh ơi. Bây giờ thôi, mình hỏi ý kiến người thân đi. Đúng rồi. Linh, hôm nay em tới tham gia chương trình em đi với ai? Dạ, hôm nay em đến chương trình em có đi cùng với mẹ, em gái và bạn và gì à. Dạ xin chào người thân của Linh ạ. Hôm nay tôi đến chương trình bạn hẹn hò, xin chào quý khán giả có trong trường quay, chào hai MC, chào bạn trai. Tôi là mẹ của Linh. Linh là người hiền, ít nói, ít có đi đây đó lắm, đi làm về thì ở nhà. Mẹ thấy bạn trai bên đây cũng điềm tĩnh, hai đứa cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Dạ cảm ơn cô. Dạ cảm ơn cô. Mời đàn trai. Không đi với dạ, ai? Em đi với mẹ, em gái và chị gái nữa. Rồi, dạ. Xin chào bác ạ. Xin chào Quyền Linh, Nam Thư. Dạ. Tất cả khách quý có mặt trong trường quay. Tôi là mẹ của Duy Thông. Thì hôm nay đến như chương trình hẹn hò thì cũng muốn con mình nó được đi tìm một tương lai. Thì nói chung thì thấy bé gái thì thấy cũng hiền từ, dễ thương. Ăn nói đồ thì cũng dễ nghe. Dạ, cô có thấy rằng hai đứa nó hợp nhau được không cô? Thì nói chung thì thấy cũng được, cũng hợp. Bây giờ đàn trai, thay mặt đàn trai nói chuyện với đàn gái vài câu đi. Để bên đàn gái cũng yên tâm nếu tạo điều kiện cho hai đứa nó quen với nhau. Xin chào mẹ của bé gái, đàn nhà gái Linh. Đây. Nói chung thì... mẹ của Duy Thông thì quê ở Quảng Ngãi, đến đây một cái nơi rất là xa xôi. Nhưng mà khi nghe con mình mà báo á, thì tức là mình có gì cũng phải đi ngay, để vô thử đi đến chương trình thử con mình nó có được muốn được bạn gái như tương lai hay không. Dạ. Xin chào hết. Rồi hai bà xui ôm nhau một cái đi. Biết đâu mình xui gia thiệt sao. Biết đâu sau này mình xui gia mình đi về Quảng Ngãi. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ, cảm ơn mẹ của Linh, cảm ơn mẹ của Thông. Có như thế thì ở trên đây hai bạn này lại vững tin hơn nữa. Bởi vì câu chuyện ngày hôm nay có sự chứng kiến của hai họ luôn. Bây giờ mình mở rào. Được hay không là do anh thầu với cô giáo đó. Còn mọi thứ đã ổn hết rồi. Bắt đầu đi Thông. Chào anh. Chào anh. Nói chung gặp cái chương trình này, anh có một món quà tặng cho em. Dạ em cảm ơn. Em có món quà gửi anh, đó là chậu xương rồng và bài thơ do chính tay em viết. Cảm ơn em. Đọc bài thơ đi. Em chỉ là cô giáo tiểu học, ngày mai buổi lên lớp ở trường, dạy bạn trẻ viết rồi đọc lại, nắng pha sương nhuộm màu tóc. Ngày qua ngày dạy trẻ điều hay. Nghề của em không có màu xanh mà đêm mãi trong màu phấn trắng, trắng tờ giấy, trắng cả bàn tay. Thương chẳng nhiều, anh có yêu em không? Tất nhiên là anh có yêu em. Ý bài thơ đó, lương chẳng nhiều, anh có yêu không? Trời ơi, đẹp với viết chữ đẹp với xạo luôn mà mọi người. Còn em có chữ nào em thử em viết vô đây vài chữ anh coi coi. Em có viết thẳng có thơ nè, nhưng mà đọc không ai đọc được đâu, chứ có một mình em viết em đọc được à. Em viết không ai đọc được luôn. Gửi vợ Trương Chi, không phải không? Tương lai, trời ơi.
À, em đọc nha. Chữ nào không thấy luôn á. Đâu em coi coi. Thì em xác minh là chữ xấu cỡ nào. Để đọc luôn. Gửi vợ. Thôi anh đọc đi anh. Em viết có mấy tự em ít à. Gửi vợ tương lai của anh. Nói chung là để có ngày hôm nay là cũng nhờ chương trình. Anh đã chờ ngày lắm rồi. Trong lòng anh rất bồ hờ lo lắng. Em hãy cùng anh mà mình cho nhau cơ hội mà. Không đọc không nổi luôn, thành ra ông đọc thêm á. Lần đầu khi gặp em là tình tôi ta tan vỡ hả? Tan vỡ hả? Ai nói tan vỡ cái chữ này tan vỡ. Sẽ đọc chữ tờ đó. Tình chớm tôi... nở. Ừ, chớm nở. Xin em đừng hờ hững để tình đẹp như mơ. Cha mượn, em mượn bức thư thôi, cô giáo. Hai cái so nhau để làm kỷ niệm thôi. Vậy để em đọc lại cho chị. Ừ, để cô giáo đọc đi. Cô chấm là nhiêu điểm cô? Bây giờ cái chữ này về còn gò được nữa không cô giáo? Dạ, mọi việc đều có thể thành công được nếu con người ta có nhẫn nại và cần có thời gian. Đúng rồi, cái chữ nó không quan trọng. Quan trọng là người ta làm thành công hay không thôi. Sao có thể viết chữ đẹp tới mức độ như vậy? Viết như in vậy đó mọi người, viết như cặp in vô đó. Mời cô giáo. Dạ, cái bài thơ này là em sưu tầm ở trên mạng và em viết tay. Em chỉ là cô giáo tiểu học, ngày hai buổi lên lớp ở trường, dạy bọn trẻ viết rồi lại đọc. Nghề của em rất đổi bình thường. Em chỉ là cô giáo tiểu học, bàn tay em bụi phấn bám đầy, nắng pha sương nhuốm màu tóc, ngày qua ngày dạy trẻ điều hay. Nghề của em không có màu xanh, mà đem mãi trong mình màu phấn trắng, trắng tờ giấy, trắng cả hai bàn tay. Lương chẳng nhiều, anh có yêu không? Yêu, dĩ nhiên là yêu rồi. Đây, đúng không? Bây giờ mình sẽ đổi thư. Đó, cô giáo giữ thư kỷ niệm đây. Rồi, bây giờ hai bạn mình nói chuyện với nhau về cảm nghĩ về chung, lần đầu tiên mình gặp nhau như thế nào. Đừng có ngại gì chữ về ấy mà kia. Em thấy anh sao? Em nghĩ là mới có lần đầu gặp nhau mà không thể nào mà thấy anh sao được. Mình phải trải qua cả một quá trình mình mới tìm hiểu nhau được. Đâu có em cảm nhận chứ. Bởi vì trong cuộc đời á là ảnh ba mấy tuổi mới gặp em đó. Thật ra cái cảm giác mình gặp một người lạ thế nào? Dạ, cảm giác thì lúc đầu ở trong thời gian chờ đợi gặp người bí ẩn thì rất là hồi hộp. Em cảm thấy anh hiền, cao ráo, khỏe mạnh. Mình cao 1m7, dạ, nặng 64kg. Rồi anh thầu xây dựng anh nhìn cô giáo thấy sao? Nói chung là nhìn thì thấy cũng dễ thương. Còn ví dụ như mà mong cho mình có để tìm hiểu cái cơ hội mà cho cơ hội nhau để tìm hiểu. Rồi ví dụ như nếu mà được thì cuối năm hoặc qua năm là có thể là cưới là ok thôi. Dạ, mẹ mới vô bóng hấu cưới rồi. Bây giờ mình tính hẹn hò sao đó, hỏi coi em thích gì đó, hỏi đi. Thì sở thích của em là gì? Dạ, em thích đọc sách, xem phim, đi du lịch. Có một cái giống mình là đi du lịch. Còn đọc sách là làm biếng lắm, tại không có thời gian. Vậy em, thì đi làm suốt. Em sẽ đọc cho anh nghe. Cái đó cũng được, ví dụ như rảnh thì em đọc cho anh nghe, cái đó dễ nữa. Dạ. Mỗi lần giận lên á thì ai sẽ là người xin lỗi, ai sẽ là người xuống nước? Cái đó cũng tùy công việc nữa, tùy việc nữa. Ví dụ như rõ ràng mà ví dụ như vợ mình sai mà biểu mình xuống nước thì cái đó nó cũng không đúng. Ví dụ những cái việc gì mà ví dụ nó không đáng gì hết á thì có thể mình xuống nước cũng được, không sao hết. Dạ, là khi mà nghe nhau thì em với bản thân em thì em không có quan trọng là ai thắng hay thua. Bởi vì mình có hơn một lời nói thì cũng không được gì hết. Im lặng vẫn được, em vẫn chấp nhận được. Nhưng với em là người xin lỗi không phải là người thua. Người xin lỗi là người đã thắng hơn, thắng về tình cảm. Nếu đã là vợ chồng thì mình không cần phải thắng thua. Bây giờ em hát một bài đó tặng cô giáo đi. Hát được nhưng mà em hát một đoạn thôi. Rồi một đoạn thôi. Đó. Lại đứng dạ, gần. Dạ anh đứng. Hát em nghe đi anh. Đứng lên hát gần cho nó giao lưu chút xíu. Vì sao anh nhớ em thế này, thương nhớ đông đầy trong lòng mặc. Buổi chiều còn gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Em hỡi em có hiểu có hay. Thôi. Hát bao nhiêu ta? Hát hay như anh Đăng Nguyên vậy đó. Trời ơi. Đàn hát không. Mà tưởng đi là uống lộn không. Vì sao em nhớ anh thế này. Trời ơi, tưởng tới kiếm chuyện không mà luôn á. Hát mà tim rung luôn. Xè tay ra, nắm tay bạn gái lên hát. Bây giờ tình cảm không mày hát nhẹ nhàng. Thôi đứng nói chuyện được rồi. Rồi đứng nói chuyện thôi coi, nắm tay cổ coi. Nói chung là mà nhìn cô ấy nói mong muốn là cho cơ hội để hai đứa được tìm hiểu với nhau. Anh mong muốn như thế thôi. Em nhìn cô giáo, anh hơi nhát gái, yên tâm nha. Ở đây mọi người sẽ ủng hộ em. Dạ. Rồi nhìn cô giáo đi, nói gì nói đi. Nói một câu em... cuối cùng trước khi bấm nút này. Anh nói tiếng nữa là tim em rớt. Để tay vào nút bấm đi các bạn. Một thủ tục hết sức là quen thuộc ở bạn muốn hẹn hò là hãy hỏi lại trái tim mình
mình có thực sự rung động hay không. Nếu rung động thì các bạn hãy bấm nút, còn nếu không thì chẳng sao cả, để dành cơ hội đó lại cho quý vị khán giả, các bạn đang xem truyền hình nha. Sẵn sàng 3, 2, 1. Hết thời gian. Rồi, nắm tay nhau. Trời ơi. Họ gặp từ bao giờ, ẻn lẻn như dữ lắm à. Giữ lấy bài thơ này. Những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Đến đó để xem phim và yêu nhau nhiều hơn nha. Dạ. Chưa hung lần nào. Rồi bây giờ hung chưa? Chờ nữa. Đó, nhẹ nhàng, dễ thương. Em thì chưa trải qua mối tình nào hết, và cũng chưa có ai tỏ tình gì với em hết. Thiệt hả em? Dạ em thiệt, nhiều khi em cũng nghĩ là cũng không biết tại sao, nhưng mà trước giờ em chưa một lần nào rung động thật sự. Dạ chưa luôn chị. 26 tuổi mà chưa rung động lần nào em hả? Em có đi chơi riêng với bạn trai lần nào chưa? Dạ chưa luôn chị. Dạ em chỉ có đi với mẹ mà. Em giới thiệu về mình đi em trai. Dạ, em xin chào quý vị khán giả, xin chào anh Quyền Linh, chị Nam Thư cùng bạn nữ bên cạnh ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Xuân Nghĩa, năm nay em 26. 26, làm công việc gì Nghĩa? Dạ, hiện tại em đang là dẫn chương trình trên đài truyền hình ạ. Ồ, làm MC đó hả? Nhà đồng nghiệp. Quê mình ở đâu? Dạ, em đến từ Bình Định ạ. Dạ, hiện tại thì em ở chung với chị ruột của em ạ. Dạ, ở quận Tân Bình. Tân Bình. Rồi, bây giờ mời bạn nữ giới thiệu về bản thân mình. Dạ, em xin chào chị Nam Thư, chào anh Quyền Linh, chào bạn nam bên kia. Em tên là Hồ Trần Thiên Thanh, năm nay em 26 tuổi và em đang làm trợ lý giám đốc ạ. Em ở quận mấy? Dạ, em ở quận Bình Thạnh ạ. Ưu điểm, khuyết điểm của em là gì Thanh? À, dạ, ưu điểm của em là sống tình cảm, biết quan tâm tới mọi người. Em cũng biết nấu ăn nhưng mà cũng không hẳn là giỏi lắm. Em là người khó mở lòng. Nếu như mà một người mà em cảm thấy là em không đủ tin tưởng thì em sẽ ít chia sẻ và ít nói chuyện. Còn bạn nam? Em không có hút thuốc, biết nhậu nhưng mà không có nhậu nhiều thôi. Dạ, và không cà phê. Và nhược điểm thì em rất là nhút nhát với những người bạn mà em có cảm tình với họ. Tức là những người bạn gái á. Ví dụ như em mà có cảm tình với họ còn thì em rất là nhát. Cảm tình là thoải mái đúng không? Dạ, còn không có cảm tình thì đẹp. Để gặp cô kia có nhút nhát không nha? Dạ, đẹp như thế nào? Nhút nhát là có cảm tình đúng không? Dạ. Mình nói về tình duyên đi ha, nhà gái. Em thì chưa trải qua mối tình nào hết, cũng chưa có ai tỏ tình gì với em hết. Thiệt hả bé? Dạ em thiệt, nhiều khi em cũng nghĩ là cũng không biết tại sao, nhưng mà thật sự là như vậy. Trước giờ em chưa một lần nào rung động thật sự. Dạ chưa luôn chị. 26 tuổi mà chưa rung động lần nào em hả? Em có đi chơi riêng với bạn trai lần nào chưa? Dạ chưa luôn chị. Dạ em chỉ có có người nào nắm tay em chưa? Dạ chưa luôn anh. Có người nào vô tình đụng tay với em chưa? Ừ dạ chắc cũng chưa. Dạ em có coi phim tình cảm không? Dạ có. Có cảm xúc gì không? Dạ thì thấy cặp đôi người ta hạnh phúc thôi chứ. Em có thấy người ta hôn nhau chưa? Dạ có rồi. Lúc đó cảm giác em sao? Dạ chắc cũng ngại. Ngại thôi hả? Ủa vậy là sao ta? Tại mình không mở lòng hay là tại vì là... Dạ không, em nghĩ là chắc là do môi trường của em. Ví dụ là lúc mà em đi học thì em chỉ lo em học, xong rồi lúc mà đi làm chỉ toàn nữ với nhau thôi, nên là em cũng không tiếp xúc với nam. Có đâu, ta cũng vậy, y như em, người ta vẫn có tình cảm với một chàng trai nào đó, người ta vẫn cảm xúc trước một cái hình ảnh nào đó. Còn em hình như không có cảm xúc gì hết. Có ai nói em bị... Dạ không có, em vẫn thích con trai. Thích không? Dạ thích. Em nghĩ là bây giờ mình cũng lớn rồi, nên là em cũng muốn là có gia đình. Với lại mẹ cũng mong là mẹ có con rể, có cháu để mẹ vui, tại vì mẹ em cũng lớn. Kỳ ta không, cô gái cũng xinh đẹp cũng thế này mà không có chàng trai nào tỏ tình là sao ta? Dạ em cũng không biết nữa anh. Em có dữ không? Dạ không, em hiền lắm, em đâu có dữ đâu. Em chỉ mong là mình có một tình yêu duy nhất rồi cưới luôn. Tại vì em sợ là yêu xong rồi chia tay thì em sẽ cảm thấy đau khổ. Sai rồi bé ơi, trời ơi. Làm như thế giới còn có một cô này thôi. Đúng, chính xác. Thế giới quá đáng, thành phố Hồ Chí Minh chắc còn mình em. Quan điểm tình yêu của chị là như vậy ha. Dạ. À, tình yêu giống như là một bữa tiệc buffet. Rồi. Trên đó có rất nhiều món. Thì hãy bình tĩnh bước vào một bữa tiệc buffet và chọn ăn từ từ từng món một. Đừng dại dột bước vào buffet chọn cơm chiên ăn liền sình bụng no. Sai nha. Chọn ăn nhiều món từ từ và sau đó mình cảm thấy món nào ngon nhất, mình thích nhất, hãy chọn món đó là món chính, món cuối cùng và ăn thật nhiều vào. Đó thì tôi mới nghe quan điểm tình yêu như buổi buffet vậy đó. Nếu cho nhẹ nhàng, tình yêu cũng vậy. Sao thì em nói tình yêu giống như buổi đám giỗ đi. Trời ơi, quá đáng. Mình hãy thử biết được nhiều cảm xúc cung bậc của tình yêu và lúc đó mình mới chọn là chính xác. Em có cô bạn thân là nữ nào không?
Dạ cũng có bạn thân. Có khi nào bạn thân hỏi em không? Tại vì bạn thân cũng bé giống em nên. Vậy cái mẫu người đàn ông lý tưởng mà em mong muốn là gì? Dạ em muốn là bạn nam đó cao từ 1m7 trở lên. Là một người chín chắn, biết quan tâm, không gia trưởng, không hút thuốc, không nhậu nhẹt quá nhiều. Với một cô gái 26 tuổi như em chưa kinh nghiệm nào khi yêu, thì khi một người ta mà tiến tới với em á, người ta cũng sẽ hết sức là hồi hộp á, đúng không anh? Đúng rồi. Chưa yêu lần nào mà. Em nghe bạn chia sẻ rồi đó, bạn là sống dạng như là một cô gái ít khi bước ra khỏi ngạch cửa, rất truyền thống, khép kín, thì em cảm thấy như thế nào? Nó có hợp với em không? Cái cách nói chuyện của bạn á rất là cởi mở, có nghĩa là nội tâm của bạn ấy vẫn là một người rất là hòa đồng, rất là vui, chứ không phải là cứ đi về, có nghĩa là bạn đó không muốn chia sẻ với ai thật ra. Đúng. Trong những lời nói bạn ấy em cảm nhận được là cái tâm sự của bạn ấy rất là nhiều, nhưng mà bạn chưa tìm được một cái người đồng cảm thôi. Thì em nghĩ vậy. Em cũng giống vậy luôn á chị. Tức là em đi làm về xong cái là em ở không là em ngủ à, chứ em không đi chơi đâu hết trơn á. Em có mấy mối tình rồi? Dạ cũng chưa anh. Trời ơi. Ủa? Em nhiêu tuổi rồi em? Dạ em 26 luôn. Anh cũng hỏi những cái câu y chang như nãy luôn. Nếu nói em thích, em rung động thì có chứ anh. Em thích gái 100% mà. Gần đây em có tỏ tình với một bạn thì họ chưa gọi là tỏ tình anh, chỉ mạnh dạn hơn là em nhắn tin thôi. Nhắn tin sao? Nhắn tin hỏi thăm rồi anh. Hỏi thăm mà đâu phải tỏ tình. Em chỉ hỏi thăm để xem là người ta có cảm tình lại với mình không. Mời đi xem phim hay là mời đi gì đâu đó thì bạn ấy lại xa lánh hơn xíu. Dạ. Em có bạn thân không? Dạ có. Thân là con trai hay con gái? Dạ con trai ạ. Ê. Em với bạn thân em có đi chơi với nhau không? Có hai đứa có đi coi phim không? Dạ không ạ. Khi nào hai đứa cần tâm sự cái gì đó hay là cần trao đổi về gì đó thì... Tâm sự luôn hả? Hai đứa bạn thân tâm sự tâm sự. Dạ. Ngồi thì, chung hay ngủ về chung việc, hay? Về công việc, về cuộc sống. Dạ ngủ chung bình thường anh. Bạn thân mà. Bạn thân luôn? Dạ. Ngủ chung luôn. Hai đứa ngủ chung có ôm nhau ngủ không? Giỡn thì có anh. Sinh viên thì lúc đó tụi em cũng vô tư, thì giỡn chụp hình rồi làm câu like rồi đó anh. Em dạ. Nhưng mà em thật sự thích con gái rồi đúng không? Dạ thiệt chị, thiệt. Chưa, chắc nó chưa có thích ai mà nó chú. Em rung động với con gái có anh. Có rung động con gái rồi. Nó chỉ nhắn tin chưa có yêu đương gì luôn. Dạ thì anh chưa. Anh chỉ kiểm tra giùm đàn gái thôi. Bởi bây giờ tôi nói cũng khó nhìn ra lắm. Tôi hơi nghi ngờ chút xíu. Mình sẽ hỏi thăm người thân xem sao. Em hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với mẹ, với cô, chị với lại mấy bạn. À mẹ, cô, chị và mấy bạn. Dạ xin chào đàn gái nhà mình. Dạ. Xin chào đàn gái. Chào MC Quyền Linh với lại Nam Thư. Dạ. Tôi là mẹ của Thiên Thanh. Con ở Bình Định thì nhà con là ở ngoài đó. Vậy con ở trong đây với ai? Dạ hiện tại thì con ở trong này ở trọ với chị con ạ. À như vậy gia đình con đông anh em không? Dạ có ba chị em, con là giữa. Cái chuyện tình cảm con có nghiêm túc không? Con có thích là dạ. Cũng quen một người bạn gái là con sẽ lâu dài hay là con chỉ thích hẹn hò? Dạ để... con cũng giống như là suy nghĩ của cô với của bạn là con thích quen một mối tình nào đó, mình tìm hiểu mà cảm giác hợp nhau rồi á thì mình mới đi đến quen chính thức thì mình sẽ lập gia đình luôn. Đàng hoàng đó cô. Dạ chính thì chắn lắm á. Thôi cô thấy là lên đây cũng là một cái duyên rồi, có sự rung động á thì cứ cho nhau một cơ hội. Dạ rồi, dạ con cảm ơn cô. Cảm ơn cô ạ. Rồi Nghĩa đi với ai? Dạ em đi với chị ruột của em và bạn thân ạ. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Nam Thư, chào em Thanh và con chào cô ạ. Em là chị của Nghĩa. Con xin khẳng định với cô là em Nghĩa là một người rất là có lập trường và bản lĩnh. Sau khi mà Nghĩa tốt nghiệp đại học y dược xong thì Nghĩa phát hiện là Nghĩa đam mê về nghệ thuật, cho nên Nghĩa bước hẳn sang về nghệ thuật luôn. Anh chị, bạn bè, cô bác, rất nhiều người đã khuyên Nghĩa, nhưng mà Nghĩa vẫn quyết định đi theo con đường đó. Và khi Nghĩa mà đi theo con đường đó thì bạn luôn có một cái kế hoạch cho tương lai của bạn từng năm, từng tháng, và bạn theo đuổi kế hoạch đó, chứ không phải là bạn thích làm hôm nay làm cái này, mai làm cái khác. Ở đây là bạn thân của Nghĩa, bạn cái bạn này bạn có gia đình rồi, bạn có vợ và vợ sắp sinh rồi. Cũng có ăn ngủ chung, nhưng mà không có gì hết anh Linh nhé. Ủa, bạn sắp sinh rồi hả? Vợ của bạn vợ sắp chứ. Sinh. Nó bạn sắp sinh không mệt. Dạ vâng ạ. Rồi, nó xin phép nói về bạn nữ, thì rất là ấn tượng với em. Ha, một cô bé rất là thùy mị, dễ thương, nói chuyện rất là điều độ, cá tính, nhẹ nhàng. Cho nên nếu mà hai em cảm thấy mình có duyên với nhau thì mình cũng có thể mình tìm hiểu thêm.
cho gặp bạn thân chút xíu thôi. Dạ vâng. Em chơi với Nghĩa Mai bao nhiêu năm rồi? Dạ em quen Nghĩa là từ năm cấp 2, từ năm lớp 7. Hai đứa học chung lớp rồi lên cấp 3 cũng chung. Rồi bắt đầu vô sinh viên, thời gian ở chung với nhau. Rồi sau đó đứa ở nơi. Em lấy vợ trước nhưng để bản thân em không có người yêu là sao? Chắc do cái giai đoạn hai đứa ra ở riêng. Cái buồn quá, cái đi lấy vợ hả? Thôi, bây giờ mình thoải mái nói chuyện với nhau để tìm hiểu xem có phải một nửa yêu thương của mình hay không. Mở rào. Bắt đầu đi Nghĩa. Chào em. Hôm nay mình gặp ở đây cũng là một cái duyên. Anh cũng có món quà muốn tặng em. Dạ. Món quà này thì anh chuẩn bị cách đây 6 năm rồi. Dạ. Lúc anh còn sinh viên thì anh nghĩ là sau này nếu như mà gặp một người con gái nào đó mà mình có duyên, có cảm tình thì anh sẽ tặng món quà này. Thì anh đã giữ nó 6 năm. Dạ. Em tặng anh món quà, đây là hai cái cây và em cũng mong là sau này anh sẽ có một người bên cạnh và hai người sẽ gắn bó với nhau bền vững như là cái cây này. Yeah. Cảm ơn em. Mua món quà để 6 năm chờ hôm nay mới tặng. Không, em làm anh. Em làm. Em chỉ mua hai gói bông thôi rồi em về em tự dán ạ. Cứ mỗi năm em thấy cái gì mà thích thích em mua về em dán thêm. À. Là em dán luôn 500 đồng lên đúng không? Dạ, em thắt rồi em gắn lên ạ. À, em thắt lên em gắn. 6 năm qua đỡ tốn tiền tặng dễ sợ luôn. Thơm nhưng mà hồi xưa nó trắng lắm, để 6 năm mà sao mà nó cũng cũ. Cái màu đó cũng hợp với áo em lắm á. Anh này. Rồi, bây giờ hai bạn mình à, hãy nói về cảm nhận của nhau khi mà lần đầu tiên gặp nhau. Dạ, chào anh. Ờ, tính em thì cũng hơi nhát á, nên là anh có phải là một người nói nhiều không? Tại vì nếu mà anh không nói thì em cũng không nói, là hai đứa cũng im lặng luôn. Ờ, anh nói khi cần thôi. Ví dụ như em mà ít nói hơn anh thì anh sẽ nói nhiều hơn em một xíu để tạo không khí. Nhưng mà không có nói gì lố hay là quá đáng đâu. Yên tâm. Hai bạn chưa hẹn hò ai lần nào. Dạ. Bây giờ mình hãy lên kế hoạch hẹn hò cho mình đi nè. Hiện tại thì thời gian của anh còn rảnh cũng khá là nhiều. Công việc thì anh lên đài anh quay ban ngày thôi. Nhưng mà quay cũng rất là nhanh. Và khoảng 15 phút là một số rồi. Vậy một ngày em quay mấy số? Dạ, hiện tại một tuần em được có 3-4 số thôi. Anh có nghỉ thứ bảy chủ nhật không? Chủ nhật thì anh thường hay bận. Buổi tối thì thường rảnh rất là nhiều. Dạ, thường khoảng... buổi tối em cũng rảnh. Cho nên mình có thể có nhiều thời gian để tìm hiểu hơn. Mình tìm hiểu ở đâu? Qua điện thoại. Nói cụ thể là ví dụ mình đi coi phim. Dạ. Hay là đi chơi. Ví dụ như rảnh thì mình có thể đi xem phim hay là đi nói chuyện gì đó. Lâu lâu thì hứng lên, mình nổi hứng lên gì đó, ngẫu hứng á, thì mình có thể mình đi từ thiện hay là gì chẳng hạn. Nói chung là mỗi việc nó sẽ có một ý nghĩa riêng, rồi nó là không làm cho cái mối quan hệ nó trở nên nhàm chán. Chà, hai người chưa yêu nhau nói chuyện nghe bay bổng ha. Em muốn hỏi anh một điều là nếu như mà cưới nhau thì anh có thể ở rể được không? Ví dụ như mà gia đình em cần có người chăm sóc, cần có hai đứa con ở bên cạnh thì anh sẵn sàng. Có lý do thì hợp lý thì anh sẽ đáp ứng được. Tại vì anh cũng rất là dễ sống. Bây giờ thế này, em đứng lên đi Nghĩa. Đây, đứng đây. Nào, hai bạn nắm tay nhau. Nắm tay bên kia luôn. Em có muốn tặng quà nào đó, nhìn thẳng vào bạn gái và nói cái gì đó? Dạ, lúc ở ngoài cánh gà chờ vào thì em cũng có làm một bài thơ. Nói với bạn gái đó. Hôm nay bạn muốn hẹn hò, cốt là anh muốn thăm dò mạch sông. Nếu em là hạt là công, xin em cho anh làm chồng em nha. Với lại có chế một bài hát nữa. Thôi là lạ quá nha. Chế bài hát làm luôn. Dạ. Nhìn nhau, hai mắt nhìn nhau. Đã chót yêu người rồi, đã chót yêu người rồi, đã chót yêu người, yêu trọn đời không đổi thay. Đã chót yêu người rồi, đã chót yêu người rồi, đã chót yêu người, yêu thật lòng không đắn đo. Đêm tình đêm, anh nằm mơ, anh nhớ em, nhớ những lúc yêu thương ngọt ngào giữa chúng ta.
Anh đợi chờ và cứ mãi đợi chờ. Em yêu ơi, đôi bàn tay anh em hề nắm, giật mình trong đêm, anh sẽ tìm thấy lối ra. Sau lưng là bóng tôi. Tiếp luôn em, tiếp luôn cưng. Hay vậy? Em quên rồi chị. Không, dễ thương đó. Không, tự nhiên em nhớ mà sao giờ em quên. Vô. Coi như có bồi hồi, có rồi là có rung động rồi đó. Hai bạn dễ thương lắm. Thật sự á, anh đã làm mai mối rất là nhiều. Anh thấy hai bạn rất là trong trẻo luôn. Hình như trong veo luôn á. Nắm tay chặt đi, chặt dạ, đi. Đúng rồi. Có cảm giác gì không? Dạ, cũng có. Cảm giác thế nào? Hồi hộp. Hồi hộp. Còn Nghĩa cảm giác thế nào Nghĩa? Em thấy ấm. Thấy ấm. Rồi, được rồi đó. Đút lui về ghế đi. Nhắm mắt lại. Chưa yêu lần nào, chưa nắm tay lần nào, chưa hôn lần nào. Nhưng đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không? Bởi vì các bạn nói đã yêu là cưới, và mối tình đầu cũng là mối tình cuối. Vậy thì kiểm tra thật chặt con tim của mình nha. Mời cặp đôi chưa yêu lần nào biết ra làm sao. Để hai tay vào nút bấm. 3 2 1. Hết thời gian. Chúc mừng hai đứa. Nắm tay nhau đi. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau. Dạ, con chào bác ạ. Và con xin chào gia đình bên bạn ngày hôm nay. Cảm ơn chương trình cũng như là cảm ơn gia đình mình đã tạo cho hai đứa con có duyên với nhau để được gặp nhau. Con cũng cố gắng để dành nhiều thời gian để chúng con có thể đồng cảm với nhau hơn, cũng như là hai gia đình sẽ có thêm con dâu ngoan chàng rể Thảo. Dễ thương lắm. Cầu mong những điều hạnh phúc tốt đẹp nhất sẽ đến với hai đứa. Và để đánh dấu cho cái ngày hôm nay thì chị nghĩ là hai bạn mình hãy hôn nhau để mọi người cùng chứng kiến, đúng không anh Linh? Đúng rồi. Xin phép mà bác đi. Đây là quy định của chương trình. Thật sự nếu ta bấm nút thì chuyện đó bình thường. Dạ thưa bác, thưa chị và quý vị khán giả, hôm nay thì em rất là vui. Rồi hy vọng là con bác cho phép. Hôn môi, hôn môi, hôn môi. Em nghĩ là... Dạ thôi hôn má được rồi. Dạ, em nghĩ là hôn má. Mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên. Từ từ, từ từ. Nụ hôn đầu tiên đó, nó quan trọng đối với... Dạ. Đúng rồi đó em. Lần đầu tiên mà có hôn chị xỉu ngay tại anh xỉu tại chỗ luôn. Nụ hôn đầu tiên, cái má bên... Dạ bắt hình nhanh nhanh giùm em. Từ từ để nguyên, để yên nguyên. Để yên, để yên. Để yên nguyên. Nụ hôn đầu tiên nó lâu lâu xíu hít. Tao chưa ra đâu mày không? Không có thấy kìa. Kiến cắn anh, kiến cắn. Không có kiến ở đây. Tôi chưa thấy có đụng cái má gì chưa á. Rồi em cho. Dạ. Từ từ nha. Để yên, làm để yên. Để yên. Coi coi sát chưa. Anh... sát nữa, sát chút xíu nữa. Sát vô sát chút xíu nữa. Em thì chưa trải qua mối tình nào hết, cũng chưa có ai tỏ tình gì với em hết. Thiệt hả bác? Dạ em thiệt, nhiều khi em cũng nghĩ là cũng không biết tại sao, nhưng mà trước giờ em chưa một lần nào rung động thật sự. Dạ chưa luôn chị. 26 tuổi mà chưa rung động lần nào em hả? Em có đi chơi riêng với bạn trai lần nào chưa? Dạ chưa luôn chị. Dạ em chỉ có đi chơi riêng với em. Em giới thiệu về mình đi em trai. Dạ em xin chào quý vị khán giả, xin chào anh Quyền Linh, chị Nam Thư cùng bạn nữ bên cạnh ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Xuân Nghĩa, năm nay em 26. 26. Làm công việc gì Nghĩa? Dạ, hiện tại em đang là dẫn chương trình trên đài truyền hình ạ. Ồ, làm MC đó hả? Nhà đồng nghiệp. Quê mình ở đâu? Dạ, em đến từ Bình Định ạ. Dạ, hiện tại thì em ở chung với chị ruột của em ạ. Dạ, ở quận Tân Bình. Tân Bình. Rồi, bây giờ mời bạn nữ giới thiệu về bản thân mình. Dạ, em xin chào chị Nam Thư, chào anh Quyền Linh, chào bạn nam bên kia. Em tên là Hồ Trần Thiên Thanh. Năm nay em 26 tuổi và em đang làm trợ lý giám đốc ạ. Em ở quận mấy? Dạ em ở quận Bình Thạnh ạ. Ưu điểm khuyết điểm của em là gì Thanh? Dạ ưu điểm của em là sống tình cảm, biết quan tâm tới mọi người. Em cũng biết nấu ăn nhưng mà cũng không hẳn là giỏi lắm. Em là người khó mở lòng. Nếu như mà một người mà em cảm thấy là em không đủ tin tưởng thì em sẽ ít chia sẻ và ít nói chuyện. Còn bạn nam? Em không có hút thuốc, biết nhậu nhưng mà không có nhậu nhiều thôi. Dạ. Và không cà phê. Và nhược điểm thì em rất là nhút nhát với những người bạn mà em có cảm tình với họ. Tức là những người bạn gái á. Ví dụ như em mà có cảm tình với họ thì em rất là nhát. Cảm tình là thoải mái đúng không? Dạ, còn không có cảm tình thì đẹp. Để hỏi gặp cô kia có nhút nhát không nha? Dạ, đẹp như thế nào? Nhút nhát là có cảm tình đúng không? Dạ.
mình nói về tình duyên đi ha nhà gái. Em thì chưa trải qua mối tình nào hết, cũng chưa có ai tỏ tình gì với em hết. Thiệt hả bé? Dạ em thiệt, nhiều khi em cũng nghĩ là cũng không biết tại sao, nhưng mà thật sự là như vậy. Trước giờ em chưa một lần nào rung động thật sự. Dạ chưa luôn chị. 26 tuổi mà chưa rung động lần nào em hả? Em có đi chơi riêng với bạn trai lần nào chưa? Dạ chưa luôn chị. Dạ em chỉ có ở nhà em thôi. Có người nào nắm tay em chưa? Dạ chưa luôn anh. Có người nào vô tình đụng tay với em chưa? Ừ dạ chắc cũng chưa. Trời dạ ơi. Em có coi phim tình cảm không? Dạ có. Có cảm xúc gì không? Ờ dạ thì thấy cặp đôi người ta hạnh phúc thôi chứ. Em có thấy người ta hôn nhau chưa? Dạ có rồi. Lúc đó cảm giác em sao? Ờ dạ chắc cũng ngại. Ngại thôi hả? Ủa vậy là sao ta? Tại mình không mở lòng hay là tại vì là... Dạ không, em nghĩ là chắc là do môi trường của em. Ví dụ là lúc mà em đi học thì em chỉ lo em học, xong rồi lúc mà đi làm chỉ toàn nữ với nhau thôi, nên là em cũng không tiếp xúc với nam. Có đâu, ta cũng vậy y như em. Người ta vẫn có tình cảm với một chàng trai nào đó, người ta vẫn cảm xúc trước một cái hình ảnh nào đó. Còn em hình như không có cảm xúc gì hết. Có ai nói em bị... Dạ không có, em vẫn thích con trai. Thích không? Dạ thích. Em nghĩ là bây giờ mình cũng lớn rồi, nên là em cũng muốn là có gia đình. Với lại mẹ cũng mong là mẹ có con rể, có cháu để mẹ vui. Tại vì mẹ em cũng lớn. Kỳ ta không, cô gái cũng xinh đẹp cũng thế này mà không có chàng trai nào tỏ tình là sao ta? Dạ em cũng không biết nữa anh. Em có giữ không? Dạ không, em hiền lắm, em đâu có giữ đâu. Em chỉ mong là mình có một tình yêu duy nhất rồi cưới luôn. Tại vì em sợ là yêu xong rồi chia tay thì em sẽ cảm thấy đau khổ. Sai rồi bé ơi, trời ơi. Làm như thế giới còn có một cô này thôi. Đúng, chính xác. Thế giới quá đáng, thành phố Hồ Chí Minh chắc còn mình em. Quan điểm tình yêu của chị là như vậy ha. Dạ. À, tình yêu giống như là một bữa tiệc buffet. Rồi. Trên đó có rất nhiều món. Thì hãy bình tĩnh bước vào một bữa tiệc buffet và chọn ăn từ từ từng món một. Đừng dại dột bước vào buffet chọn cơm chiên ăn liền xình bụng no. Sai nha. Chọn ăn nhiều món từ từ, và sau đó mình cảm thấy món nào ngon nhất, mình thích nhất, hãy chọn món đó là món chính, món cuối cùng, và ăn thật nhiều vào. Đó thì tình mới yêu nghe cũng vậy. Niệm tình yêu như buổi buffet đó. Để cho nhẹ nhàng, tình yêu cũng vậy. Sao thì em mình... nói tình yêu giống như buổi đám giỗ đi. Trời ơi quá đáng. Mình hãy thử biết được nhiều cảm xúc cung bậc của tình yêu, và lúc đó mình mới chọn là chính xác. Em có cô bạn thân là nữ nào không? Dạ cũng có bạn thân. Có nào bạn thân hỏi em không? Tại vì bạn thân cũng bé giống em nên. Vậy cái mẫu người đàn ông lý tưởng mà em mong muốn là gì? Dạ em muốn là bạn nam đó cao từ 1m7 trở lên. Là một người chín chắn, biết quan tâm, không gia trưởng, không hút thuốc, không nhậu nhẹt quá nhiều. Với một cô gái 26 tuổi như em chưa kinh nghiệm nào khi yêu, thì khi một người ta mà tiến tới với em á, người ta cũng sẽ hết sức là hồi hộp á, đúng không anh? Đúng rồi. Chưa yêu lần nào mà. Em nghe bạn chia sẻ rồi đó, bạn là sống dạng như là một cô gái ít khi bước ra khỏi ngạch cửa, rất truyền thống, khép kín, thì em cảm thấy như thế nào? Nó có hợp với em không? Cái cách nói chuyện của bạn á rất là cởi mở, có nghĩa là nội tâm của bạn ấy vẫn là một người rất là hòa đồng, rất là vui, chứ không phải là cứ đi về, có nghĩa là bạn đó không muốn chia sẻ với ai thật ra. Đúng. Trong những lời nói bạn ấy em cảm nhận được là cái tâm sự của bạn ấy rất là nhiều, nhưng mà bạn chưa tìm được một cái người đồng cảm thôi. Thì em nghĩ vậy. Em cũng giống vậy luôn á chị. Tức là em đi làm về xong cái là em ở không là em ngủ chứ em không đi chơi đâu hết trơn á. Em có mấy mối tình rồi? Dạ cũng chưa. Trời ơi. Ủa? Em nhiêu tuổi rồi em? Dạ em 26 luôn. Anh cũng hỏi những cái câu y chang như nãy luôn. Nếu nói em thích, em rung động thì có chứ anh. Em thích gái 100% mà. Gần đây em có tỏ tình với một bạn thì họ chưa gọi là tỏ tình anh. Chỉ mạnh dạn hơn là em nhắn tin thôi. Nhắn tin sao? Nhắn tin hỏi thăm rồi anh. Hỏi thăm mà đâu phải tỏ tình. Em chỉ hỏi thăm để xem là người ta có cảm tình lại với mình không. Mời đi xem phim hay là mời đi gì đâu đó thì bạn ấy lại xa lánh hơn xíu. Dạ. Em có bạn thân không? Dạ có. Thân là con trai hay con gái? Dạ con trai ạ. Ê. Em với bạn thân em có đi chơi với nhau không? Có hai đứa có đi coi phim không? Dạ không ạ. Khi nào hai đứa cần tâm sự cái gì đó hay là cần trao đổi về gì đó thì tâm sự luôn hả? Hai đứa bạn thân tâm sự tâm sự. Dạ ngồi thì, chung hay ngủ chung việc, hay về công việc về cuộc sống? Dạ ngủ chung bình thường anh. Bạn thân mà. Bạn thân luôn. Dạ ngủ chung luôn. Hai đứa ngủ chung có ôm nhau ngủ không? Giỡn thì có anh. Sinh viên thì lúc đó tụi em cũng vô tư thì giỡn chụp hình rồi làm câu like đó anh. Em dạ.
Nhưng mà em thật sự thích con gái mà đúng không? Dạ, thiệt chị, thiệt. Chưa, chắc nó chưa có thích ai mà nó chú. À, em rung động với con gái có anh, có rung động con gái rồi. Nó chỉ nhắn tin chưa có yêu đương gì luôn. Dạ thì anh chưa. Anh chỉ kiểm tra dùm đàn gái thôi. Bởi bây giờ tôi nói cũng khó nhìn ra lắm. Tôi hơi nghi ngờ chút xíu. Mình sẽ hỏi thăm người thân xem sao. Em, hôm nay em đi với ai? Dạ, em đi với mẹ, với cô, chị với lại mấy bạn. À, mẹ, cô, chị và mấy bạn. Dạ, xin chào đàn gái nhà mình. À, dạ, xin chào đàn gái. Chào MC Quyền Linh với lại Nam Thư. Dạ. Tôi là mẹ của Thiên Thanh. Con ở Bình Định thì nhà con là ở ngoài đó, vậy con ở trong đây với ai? Dạ, hiện tại thì con ở trong này ở trọ với chị con ạ. À, như vậy gia đình con đông anh em không? Dạ, có ba chị em, con là giữa. Cái chuyện tình cảm con có nghiêm túc không? Con có thích là dạ, cũng quen một người bạn gái là con sẽ lâu dài hay là con chỉ thích hẹn hò? Dạ, con cũng giống như là suy nghĩ của cô với của bạn là con thích quen một mối tình nào đó, mình tìm hiểu mà cảm giác hợp nhau rồi á, thì mình mới đi đến quen chính thức thì mình sẽ lập gia đình luôn. Đàng hoàng đó cô, dạ chính chắn lắm. Thì thôi cô thấy là lên đây cũng là một cái duyên rồi, có sự rung động á thì cứ cho nhau một cơ hội. Dạ. Rồi, dạ. Con cảm ơn cô. Cảm ơn cô ạ. Rồi. Nghĩa đi với ai? Dạ em đi với chị ruột của em và bạn thân ạ. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Nam Thư, chào em Thanh và con chào cô ạ. Em là chị của Nghĩa. Con xin khẳng định với cô là em Nghĩa là một người rất là có lập trường và bản lĩnh. Sau khi mà Nghĩa tốt nghiệp đại học y dược xong thì Nghĩa phát hiện là Nghĩa đam mê về nghệ thuật, cho nên Nghĩa bước hẳn sang về nghệ thuật luôn. Anh chị, bạn bè, cô bác, rất nhiều người đã khuyên Nghĩa, nhưng mà Nghĩa vẫn quyết định đi theo con đường đó. Và khi Nghĩa mà đi theo con đường đó thì bạn luôn có một cái kế hoạch cho tương lai của bạn từng năm, từng tháng, và bạn theo đuổi kế hoạch đó, chứ không phải là bạn thích làm hôm nay làm cái này, mai làm cái khác. Ở đây là bạn thân của Nghĩa, bạn này bạn có gia đình rồi, bạn có vợ và vợ sắp sinh rồi. Cũng có ăn ngủ chung, nhưng mà không có gì hết anh Linh nhé. Ủa, bạn sắp sinh rồi hả? Vợ của bạn vợ sắp chứ. Sinh. Nó bạn sắp sinh không mà. Dạ vâng ạ. À, rồi, xin phép nói về bạn nữ. Chị rất là ấn tượng với em. Ha, một cô bé rất là thùy mị, dễ thương, nói chuyện rất là điều độ, cá tính, nhẹ nhàng. Cho nên nếu mà hai em cảm thấy mình có duyên với nhau thì mình cũng có thể mình tìm hiểu thêm. Cho dạ, gặp bạn thân chút xíu. Dạ vâng. Em chơi với Nghĩa mai bao nhiêu năm rồi? Dạ em quen Nghĩa từ năm cấp 2, từ năm lớp 7. Hai đứa học chung lớp rồi lên cấp 3 cùng chung. Rồi bắt đầu vô sinh viên, thời gian ở chung với nhau. Rồi sau đó đứa ở nơi. Em lấy vợ trước nhưng em để bản thân em không có người yêu là sao? Chắc do cái giai đoạn hai đứa ra ở riêng. Cái buồn quá, cái đi lấy em... vợ hả? Thôi, bây giờ mình thoải mái nói chuyện với nhau để tìm hiểu xem có phải một nửa yêu thương của mình hay không. Mở rào. Bắt đầu đi Nghĩa. Chào em. Hôm nay mình gặp ở đây cũng là một cái duyên. Anh cũng có món quà muốn tặng em. Yeah. Món quà này thì anh chuẩn bị cách đây 6 năm rồi. Lúc anh còn sinh viên thì anh nghĩ là sau này nếu như mà gặp một người con gái nào đó mà mình có duyên, có cảm tình thì anh sẽ tặng món quà này. Thì anh đã giữ nó 6 năm. Yeah. Em tặng anh món quà, đây là hai cái cây và em cũng mong là sau này anh sẽ có một người bên cạnh và hai người sẽ gắn bó với nhau bền vững như là cái cây này. Yeah. Cảm ơn em. Mua món quà để 6 năm chờ hôm nay mới tặng. Không, em làm anh. Em làm. Em chỉ mua hai gói bông thôi rồi em về em tự dán ạ. Cứ mỗi năm em thấy cái gì mà thích em mua về em dán thêm. À. Là em dán luôn 500 đồng lên đúng không? Dạ em thắt rồi em gắn lên ạ. À em thắt lên em 6 gắn. 6 năm qua đỡ tốn tiền tặng dễ sợ luôn. Thơm nhưng mà hồi xưa nó trắng lắm, để 6 năm mà sao mà nó cũng cũ. Cái màu đó cũng hợp với áo em lắm á. Anh nè. Rồi bây giờ hai bạn mình hãy nói về cảm nhận của nhau khi mà lần đầu tiên gặp nhau. Dạ chào anh. Tính em thì cũng hơi nhát á, nên là anh có phải là một người nói nhiều không? Tại vì nếu mà anh không nói thì em cũng không nói, là hai đứa cũng im lặng luôn á. Anh nói khi cần thôi. Ví dụ như em mà ít nói hơn anh thì anh sẽ nói nhiều hơn em một xíu để tạo không khí. Nhưng mà không có nói gì lố hay là quá đáng đâu. Yên tâm.
hai bạn chưa hẹn hò ai lần nào. Dạ. Bây giờ mình hãy lên kế hoạch hẹn hò cho mình đi nè. Hiện tại thì thời gian của anh còn rảnh cũng khá là nhiều. Công việc thì anh lên đài anh quay ban ngày thôi, nhưng mà quay cũng rất là nhanh. Và khoảng 15 phút là một số rồi. Vậy một ngày em quay mấy số? Dạ, hiện tại một tuần em được có 3-4 số thôi. Anh có nghỉ thứ bảy chủ nhật không? Chủ nhật thì anh thường hay bận. Buổi tối thì thường rảnh rất là nhiều. Dạ, thường khoảng... buổi tối em cũng rảnh. Cho nên mình có thể có nhiều thời gian để tìm hiểu hơn. Mình tìm hiểu đâu? Qua điện thoại. Cụ thể là ví dụ mình đi coi phim. Dạ. Hay là đi chơi. Ví dụ như rảnh thì mình có thể đi xem phim hay là đi nói chuyện gì đó. Lâu lâu thì hứng lên, mình nổi hứng lên gì đó, ngẫu hứng á, thì mình có thể mình đi từ thiện hay là gì chẳng hạn. Nói chung là mỗi việc nó sẽ có một ý nghĩa riêng, rồi nó là không làm cho cái mối quan hệ nó trở nên nhàm chán. Dạ, hai người chưa yêu nhau nói chuyện nghe bay bổng ha. Em muốn hỏi anh một điều là nếu như mà cưới nhau thì anh có thể ở rể được không? Ví dụ như mà gia đình em cần có người chăm sóc, cần có hai đứa con ở bên cạnh thì anh sẵn sàng. Có lý do thì hợp lý thì anh sẽ đáp ứng được. Tại vì anh cũng rất là dễ sống. Bây giờ thế này, em đứng lên đi Nghĩa. Đây, đứng đây. Nào, hai bạn nắm tay nhau. Nắm tay bên kia luôn. Em có muốn tặng quà nào đó, nhìn thẳng vào bạn gái và nói cái gì đó? Dạ, lúc ở ngoài cánh gà chờ vào thì em cũng có làm một bài thơ. Nói với bạn gái đó. Hôm nay bạn muốn hẹn hò, cốt là anh muốn thăm dò mạch sông. Nếu em là hạt là công, xin em cho anh làm chồng em nha. Với lại có chế một bài hát nữa. Thơ là lạ quá nha. Chế bài hát làm luôn. Dạ. Nhìn nhau, nhìn nhau. Hai mắt nhìn nhau. Đã chót yêu người rồi, đã chót yêu người rồi, đã chót yêu người, yêu trọn đời không đổi thay. Đã chót yêu người rồi, đã chót yêu người rồi, đã chót yêu người, yêu thật lòng không đắn đo. Đêm tình đêm anh nằm mơ, anh nhớ em, nhớ những lúc yêu thương ngọt ngào giữa chúng ta. Anh đợi chờ và cứ mãi đợi chờ. Em yêu ơi, đôi bàn tay anh em hay nắm, giật mình trong đêm anh sẽ tìm thấy lối ra. Sau lưng là bóng tối. Tiếp luôn em, tiếp luôn cưng. Hay vậy? Em quên rồi chị. Con dễ thương đó. Thôi tự nhiên em nhớ mà sao giờ em quên rồi. Coi như có bồi hồi, có rồi là có rung động rồi đó. Hai bạn dễ thương lắm. Thật sự á, anh đã làm mai mối rất là nhiều. Anh thấy hai bạn rất là trong trẻo luôn. Hình như trong veo luôn á. Nắm tay chặt đi, chặt dạ, đi. Đúng rồi. Có cảm giác gì không? Dạ, cũng có. Cảm giác thế nào? Hồi hộp. Hồi hộp. Còn Nghĩa cảm giác thế nào Nghĩa? Em thấy ấm. Thấy ấm. Rồi, được rồi đó, đút lui về ghế đi. Nhắm mắt lại. Chưa yêu lần nào, chưa nắm tay lần nào, chưa hôn lần nào. Nhưng đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không? Bởi vì các bạn nói đã yêu là cưới, và mối tình đầu cũng là mối tình cuối. Vậy thì kiểm tra thật chặt con tim của mình nha. Mời cặp đôi chưa yêu lần nào biết ra làm sao. Để hai tay vào nút bấm. 3 2 1. Hết thời gian. Chúc mừng hai đứa. Nắm tay nhau đi. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau. Dạ, con chào bác ạ. Và con xin chào gia đình bên bạn ngày hôm nay. Cảm ơn chương trình cũng như là cảm ơn gia đình mình đã tạo cho hai đứa con có duyên với nhau để được gặp nhau. Con cũng cố gắng để dành nhiều thời gian để chúng con có thể đồng cảm với nhau hơn, cũng như là hai gia đình sẽ có thêm con dâu ngoan chàng rể Thảo. Dễ thương lắm. Cầu mong những điều hạnh phúc tốt đẹp nhất sẽ đến với hai đứa. Và để đánh dấu cho cái ngày hôm nay thì chị nghĩ là hai bạn mình hãy hôn nhau để mọi người cùng chứng kiến, đúng không anh Linh? Đúng rồi. Xin phép mà bác đi. Đây là quy định của chương trình. Thật sự nếu ta bấm nút thì chuyện đó bình thường. Dạ thưa bác, thưa chị và quý vị khán giả, hôm nay thì em rất là vui.
Rồi hy vọng là con bác cho phép. Hôn môi, hôn môi, hôn em môi. Nghĩ là... Dạ thôi hôn má được rồi. Dạ, em nghĩ là hôn má. Mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên. Từ 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 từ, nụ hôn đầu tiên đó nó quan trọng đối với dạ. cuộc đời chúng ta. Đúng lắm rồi đó em, lần đầu tiên mà có hôn chị xỉu ngay tại anh xỉu tại chỗ luôn. Nụ hôn đầu tiên cái má bên. Dạ bắt hình nhanh nhanh giùm em. Từ từ, từ từ để nguyên, để yên nguyên. Để yên, để yên. Để nguyên. Nụ hôn đầu tiên nó lâu lâu xíu hít. Từ từ ra ra ngoài không? Không có thấy kìa. Kiến 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 cắn anh, kiến cắn. Không có kiến ở đây. Tôi chưa thấy có đụng cái má gì chưa á. Rồi em cho, em cho. Dạ, dạ, dạ. Từ từ nha. Để yên, để yên. Coi coi sát chưa. Vô sát nữa, sát chút xíu nữa. Sát vô sát chút xíu nữa.